Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải nha. Duy Khải chúng em xem video vui vẻ mà. Ở video này thì nói chung thì suy nghĩ có nên anh chạy xe cho của bang không? Đỡ up cấp nè. Mà anh cái event Hưng Chương lưu danh vàng á. Giống như hôm bữa Khải chạy chính. Giờ thì nói chung thì chuẩn bị năm kim các kiểu rồi, còn nút anh sẽ được cái gì nè mày? Được cái bạc phẩm nào cho bạc chính này. Suy nghĩ bữa giờ đó. Rồi, mất tiêu rồi. Đây rút xe phụ đi coi thêm được gì không. Được 50 lần nè, được 750 triệu thì bây giờ thì check up cấp chứ còn lên được 98 nè. Này check up 97 rồi 98 luôn ấy, đổi cho nè 50 lần thôi, ăn được 50 lần thôi. Rồi ok, đổi lần 50 lần thôi. Vàng nè, đúng không? Đó, vàng 100 xu đó, nuốt ăn event đó. Anh nô anh phải nói lên cho anh em nghe nói. Anh mở lần 10 cái đi. VND nó anh phải đổi nhiều ra xong anh phải mới cắm. Anh phải cứ đổi một cái xong anh phải lại đứng cắm khổ. Do hôm bữa anh mười mấy 20 lần rồi, sợ nó dư á. Mười mấy 20 lần rồi, sợ nó dư. Em xem cái video trước. Còn đây thì mình biết chắc là mình ăn 50 cái thì mình đổi hết một lần cho nó nhanh. Anh cho nó sướng, anh cho nó sướng mồm nè. Ủa. Trước anh lắc nhắc nhưng chị giả tẩu ấy là nút thì anh đổi ra bình 50 cái cứ đổi. Ai có cái thẻ bạc cho anh Khải anh mượn anh đi đổi thôi. Thế bạc này bữa nào tính đành thẻ vàng chưa? Còn ý tầm này cũng được tầm kim rưỡi viên đi, được một căn năm 50 cái được hơn được vi phong này nọ hay sao. Mấy cái toàn mình mua không á, mình những cái món mình cần ấy. Anh cái này nó ra mà. Ok, full rồi. Phong hay là cái sách mật tịch mật tiết cũng được. 15 triệu. Chưa thấy được gì. Một bao là quan thiết là hàng. Ok, đâu đó cái này nó hết đi. Bình hết chỗ chưa. Đâu hết lần lượt gì anh lượt. Này cái một ôi đó hết năm nhùi cái nè. Rồi cái gì dù bà tờ nè, cánh gục của tử rồi. Cánh gục của tử cho đỡ chi đây nè. Nhìn mây phiêu lãng ánh trăng đầy thành cánh gục của tử xe rồi. Cánh tiếp tục nha nè. Ôi sao đụng chết mày, sao đổi thành thứ 5 màu vàng màu đỏ rồi. Rồi cánh nha nè. Một cái thiên cơ lệnh đến vài phong độ làm gì. Ông cấp đó. Ông cấp 5 độc bùa vàng. Anh phương 2 cái ra tạo chưa? Phương phòng thủ được cái hiệp cốt này. Được cái đọc nhẫn như tình này. Bây giờ vào kia em cũng đi ăn, em mở cái dây chuyền nào bảo thật đó. 40 đội 100 à, được cái nhận cho cốt cũng được. Chóng, đậu xanh cho chóng làm gì. Cái này cốt đang ngon này. Nhưng mà mở gọi là xui xui thì được tình. Nhấn cho cốt gọi là cái dây chuyền như tình. Hết nem kiềm thì được gì không? Đỏ thì được ngọc bội như tình hay là ngọc bội hiệu cốt. Chiếm cổ, trời chiếm cổ lần 3 nhiều vậy. Tổng cộng được cái gì? Ôi, một bát bảo rương ngon. Bát bảo rương này không thơm đâu, không thơm đâu. Con ngựa 15 ngày hoặc là cũng tinh thì biết thôi. Đấy. Trôi trôi lắm là được vào hài luôn. Ra hoặc là được cái phi vong, bát bảo rương là được. Ra mấy cái hũ cốc rồi, hũ cốc đèn rồi có tiền đấy. Phi vong một tuần nhá, phi vong một tuần. Ây xa, mấy mấy. Anh Long ăn ấy giờ, anh em mình tiền vạn nhỉ? Ăn rồi. À, lỡ bao được, không được lệnh bài lại biết à? Lỡ bao, à đúng. Bán rồi, hôm bữa bán rồi. Ui, 6 bao rồi. Trời, chín nút rồi. Không đổi thẻ bạc à? Không đổi thẻ bạc nhiều. Đổi luôn rồi, đổi hết rồi. Thông thường là ăn 50 cái được 8 bao. Ui, đó, thấy không? Có cái tiềm năng liền, có tiền. Tiềm năng 900 xu á. Ừ, có tiền. Năm kim anh hết thử chốt được bao nhiêu lời lỗ luôn nè. Đó, tiền cơ lệnh nhiều vậy. Thiên sơn thủy tạch thủy tinh cứ tự một bánh nữa rồi đụng
một hũ nữa rồi. Không cho hũ ta. Hai hũ rồi. Kiếm cổ. Phải lên. Chiều anh được cái áo kim của 40 thì sinh được 14 tỷ. Trời ơi. À, tôi phụ. Thiết lãng là bao? Áo kim giờ ai mà. Ồ, thiết lãng là bao nhiêu rồi à? Quán đàn muốn điếc. Ờ, hít trăng đơn. Đó. 800 xu. Thôn mẹ. Đó. Đấy. Đó. Đấy. Vừa có năm đọc vừa được cấp rồi. Được cấp rồi cảm hất lời hết lỗ. Ui gần mười mấy bao thiết là hát là up cấp thì chấn luôn đẹp luôn á. Không đâu đâu, nhìn anh nói chẳng thấy kỹ năng gì nữa. Ui năng up 2 cấp luôn á chứ. Ngon chưa. Thì ạc của bang như ạc của mình up cũng được nè. Lời đỗ hình xui. Đúng rồi. Đình bài như tại làm cái hộp nữa rồi. Đúng. Ui vừa 50 cái rồi. Rồi lời đỗ ta. Vô một cái. Còn lăng độ được trước ra. À, cái cục hiết chân đơn này mua là màu ấy. Cái chân đơn này khoảng tầm sao phải mua máu 800 xu. Sợ quá đâu đập chết. 800 xu. Cái cục này khoảng mua máu, một mua kim máu về bán quả mua máu. À. Nhưng mà mua máu 100 lượng cái máu bình nhỏ đỏ 100 lượng á. Kim này. Bơm được ở phong độ. Này cho một kim 8. Tinh cục tinh hồng này nãy khai mua 300 cục 300 xu. Hai cục 600. Anh đi quyền. 600 bữa này kim 8 là 2 kim 4. 2 kim 4 bữa này 200. 2 kim 6, 2 kim 8. Bắt đầu rương này cho khoảng bắt đầu rương này khoảng bao nhiêu xu ta? Hình xu mở chưa biết gì vậy. Tầm này còn phi phong nên không mở được. Tầm này không. Không. Đấy, nó ừ, cái này hết phi phong hả? Ừ. Cái này hết phi phong. Nó cũng hên xu á. Ra phi phong nhiều bữa anh mở đó. Ra phi phong cũng ngon. Ồ, nhạc vương kiếm hai bao vứt sốt. Bằng nhược. Cho cái này rồi 2 kim 4, 2 kim 8. Tặng cho chị 2 cái nhận 2 kim 8 với thiết lãng là bao 11 bao. Tính ra được khoảng khoảng 3 kim hơn à. Lộn kim mấy nè mày, lộn kim mấy. Lộn kim mấy. Như anh Long, như anh Long cầm cái bao. Anh lộn kim mấy. Đặc này anh lộn kim mấy. Không lời được. Cho dàn xe, cho dàn xe là 3 mỗi ạ, 1 bao. Nốt là chính. Lộn kim mấy à. Lên đấy mặc định chiến đấu anh đi tuy. Không lời được, lộn kim mấy nha nè. Nên đến mặc định là bật chiến đấu anh. Tính ra này cái này 800, cái này kim chẳng kim 8. 2 kim 2. 22 cái này 600 là 2 kim 8. Bắt vào đường này cho 500 xu, 3 kim 3. 3 kim 3 với thiết là hắn là bao 100 xu một bao đúng không? 130 tư. Cho 100 thôi. 3k3. Tiểu tử nó giết. 3k3 với lại cái này là 10 11 bao được 4 kim 4 tính ra lỗ 500 xu à. Lỗ có 600 xu à nữa. Là bắt vào rương mà chúng là phi phong là ok. Anh bắt vào rương ra là hôm em còn bán hết em được 5 kim 6. Hôm bữa anh ăn được 600 xu. Hôm bữa anh được cái bắt vào rương. Cái bắt vào rương này em mở được cái phi phong. Ăn hết cho làn xe luôn đi mà kiếm tiền. Ờ cái này anh hết làn xe luôn. Rồi nói chung lỗ 500 xu. Đéo lỗ bao nhiêu anh? Lỗ 500 xu. Không sao. 500 xu. Không sao. Rồi được kinh nghiệm cho con ấy. Nghề mạch chính. Cái phụ luôn. Tỷ kinh nghiệm luôn. Ok, ngon. Nói chung lỗ 500 xu thôi, không có nhiều đâu. Rồi, nói chung là đỡ bữa khác, các anh tiếp. Lên chỗ này mà đứng là nhiều lắm anh đi kia. Lên tầm trên này, tí chạy bắt đầu. Đó, lỗ 500 xu thôi.